Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới thần tượng một người. Cả cuộc đời đó giờ có thần tượng ai đâu. Vậy mà bây giờ mới idol được chỉ được có vài hôm thôi mà giờ chỉ dính scandal lớn quá rồi. Trời ơi, ông thôi đi. Tôi đang rốn chết mà gặp thêm ông than thở nữa. Chết rồi, bây giờ báo chí người ta quýnh giá quá rồi nè. Trời ơi, là con người, idol cũng là con người vậy đúng không? Thì tất nhiên trong đời người ta cũng phải phạm sai lầm chứ, chẳng lẽ đúng hoài. Không phải, cái đó không phải là sai lầm. Thế sao? Cái đó là bước vụn dại. Bước vụn dại mà nó, cái đó không phải là cái người ta cố tình mà người ta vô ý. Rồi cái đứa là bước vụn dại thôi, là kiểu hiểu không, là ngày đó là chỉ quên chào hỏi tiền bối của mình. Trời có cái gì đâu, tụi mình coi như là đang đứng giữa hai cái làng ranh giới. Bây giờ ông đi vô ông nói chút lọt rồi lỡ người ta kiện đi rồi ai ra hầu. Nè nha, nhưng mình á, mình bây giờ mà mình làm theo hợp đồng á, mình đưa cái bản ghi cho người ta đúng không, là tội cho chị Diệu lắm. Mà cái bằng chứng là mình đang là người giữ đó nha mọi nhưng người. Nhưng mà tội cho mình. Thôi khoan đi. Bây giờ tôi cảm giác rồi, mình đã biết cái chuyện đó rồi, cho nên chắc chắn mình phải đứng ra để mình bảo vệ chị Hiền Diệu cái vụ này. Bây giờ nè, công ty để tôi đứng ra tôi làm một cái hồ sơ không? Danh sách. Danh sách mọi người ký tên vô ủng hộ là mình sẽ giải thoát, mình giải cứu cho cái chị Hiền Diệu đợt này. Mọi người ký tên vô đi rồi xong rồi tôi xin chú lọt liền. Thôi, trời ơi, tôi đang rối lắm, ký đúng gì? Mọi người đang trên đường chi gì vậy? Dạ. Dạ, sếp. Dạ. Cầm giấy làm gì vậy? Đơn xin nghỉ việc hả? Đưa đây tôi duyệt liền. Tôi vô vấn đề chính luôn. Dạ. Tất cả công ty chúng ta từ bữa tới giờ đang quan tâm đến sự việc của chị Hiền Diệu. Gì? Tôi không muốn nói tên, người ta đã đau thương quá rồi. Mình nhắc tên người ta làm cái gì nữa, đúng không? Dạ. Bây giờ cái thế chúng ta rất là khó khăn. Bây giờ xử lý như thế nào cũng là danh dự của đôi bên. Nhưng đã có quyết định riêng. Thôi đừng chú, đừng vậy mà. Bởi vì sao? Vì miếng cơm manh áo, vì đồng lương ít ỏi của nhân viên công ty, tôi quyết định hy sinh nhà văn thì vậy. Trời chú, chú ơi đừng. Idol con. Tôi không biết bên công ty đối tác họ sẽ đối xử như thế nào, có giúp đỡ hay không. Nhưng riêng chúng ta là đứng về phe của nhà sản xuất, không thể nào đứng về phe của chị nhà văn thì vậy được. Chật nha. Hết. Vậy thôi, bàn tiếp đi. Còn xin nghỉ việc. Nói thôi, khỏi người làm giấy, tôi ký liền. Đâu có, ai trong đời ai cũng có lần sai á chú ơi. Ê, một ngày làm việc thiệt là sảng khoái. Chú Út ơi, chú Út Lọt ơi. Ủa? Con gọi chú ơi. Ủa? Chú Út đâu rồi? Ủa? Mà sao ở đây vậy? À, chú Út bận công việc rồi. Ủa Sơn, vô đây làm gì? À, kiếm chú Út. Hôm trước quay hình cho Hiền Diệu nhớ không? Dựng xong rồi nè. Giờ đợi gửi chú Út Lọt, đợi chút coi. Sơn. Gì vậy? Cái gì vậy? Bị gì vậy? Tới đưa file hả? Gì vậy? Gửi đây. Thôi Miễn ơi. Thôi Miễn ơi. Trời ơi, nè, ở đây có camera đó. Miễn thôi nè. Đừng, cái này là file để cho chú coi. Biết. Chứ mình đâu có miễn được. Không, đưa cầm miếng thôi rồi chút tôi đưa cho chút là. Thôi được rồi, để tôi ngồi tôi đợi cho. Thôi, để không. Tôi đợi chứ. Sao thôi để đi? Tôi đợi cho. Không, tôi không nỡ nhìn Sơn phải ngồi đây đợi lâu lắc nữa đó. Không phải, cái này quan trọng lắm. Lỡ ông đưa, ông đang thần tượng gì Hiền Diệu quá trời luôn rồi. Lỡ đem đưa cho chỗ để minh quan thì sao? Trời ơi, làm gì có vậy. Không, thiệt. Không uy tín gì vậy? Giữ miếng cho. Thôi, được rồi. Được. Để đi cho. Ê, đừng đi. Hả? Bước vô căn phòng này là đừng mong thoát ra. Trời, tệ quá. Trời, tôi hỏng. Dạ, tại sao lại có suy nghĩ tới với tôi? Dạ, nói nhẹ nhàng đưa không? Đi, đừng áp bức tôi hả? Đưa không? Không, trời ơi. Đưa không? Sáng rồi. Không khí trong lành. Trời. Khăn. Ê! Ủa? 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 Ủa?
con làm gì vậy? Sao mọi người lại tại cô tưởng con đang ở trong phòng? Thì đó, xong ở đây. Ở bên nằm rồi. Đây nè. Nằm đây hả? Đúng rồi, nằm đóng đây luôn nè. Chú phải hỏi con chứ, tại sao con hỏi ngược lại chú? Nếu mà con nằm đây là phải có lý do chứ. Ừ, anh nhớ lại cái lý do coi sao anh nằm đây. À, con nhớ tại sao hôm qua con vô đây rồi. Sao? Hôm qua con vô đây con kiếm chú mà con không gặp chú, để con đưa cái file đó, cái file mà dựng xong của Hiền Diệu á chú. Rồi cái file đâu? Ủa file đâu ta? File đâu? Biết rồi, hôm qua con gặp anh Mạnh. Ờ. Xong rồi con, xong rồi tụi con đánh lộn với nhau. Cái gì? Xong rồi Mạnh đánh con ngất xỉu ở đây nè. Vậy là cái file anh Mạnh giữ rồi. Trời ơi, không lẽ ông Mạnh ông cuồng chị trời Diệu Hiền tới nỗi mà bây giờ ông ăn cắp cái nó đem cho chị Diệu Hiền đó ta. Chết rồi, bây giờ làm sao chú? Trời ơi là trời. Mạnh ơi là Mạnh. Trời ơi là trời Mạnh ơi. Ê, ủa chết chú. Chết cha ơi, tính nhầm sơn rồi. Con cha ơi. Ồ, em không có ngờ anh là cái con người như vậy đó. Thôi bây giờ mọi người đừng nói gì nữa. Lỗi là do tôi hết á. Cái sự ngu muội này là của tôi hết, do tôi quyết định á. Mọi người chửi tôi đi. Trời ơi, vậy mà còn lớn giọng nữa hả? Chắc tôi đánh ông một cái cho ông tỉnh lại. U mê thần tượng gì dữ vậy mà anh? Ông còn đi làm như vậy nữa rồi làm sao mình ăn nói chuyện với lại bên khách hàng? Ừ. Có cái chuyện gì ông đền đồng ráng chịu. Về công ty ký tôi ký. Cứ để từ từ đi. Không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Tại sao vậy? Sao vậy chú? Tại sao lại như vậy được? Đúng không? Riết rồi chú có cảm giác là chú không thể nào hiểu được là kể cả những mối quan hệ xa lạ rồi những mối quan hệ thân quen, tại sao họ đối xử với mình như vậy, không hiểu được. Chú đừng có bị sang chấn tâm lý, con người nhà con lúc nào cũng thân thiết với chú hết. Không, với con là bỏ đi rồi. Ủa? Nhưng mà không thể nào hiểu được. Thí dụ như thà người ta đối xử với mình như vậy đi, nhưng mà lúc thì ngọt ngào, lúc thì hung dữ, tại sao vậy? Thôi con biết. Bây giờ tất cả mọi chuyện á, giờ chú đổ cho đầu con đi, con chịu trách nhiệm hết nè. Giờ chú chửi con đi, chú chửi lại đi. Người ta chửi chú sao chú chửi lại Trang vậy đi. Ủa tự nhiên sao tự nhiên chửi con? Ý chú nói là cái lúc á mà nguy hiểm là chỉ biết cho bản thân mình thôi. Nhưng cái lúc lợi lộc thì lại lấy hết là sao? Khoan. Lợi lộc gì chú? Lợi gì trong chuyện này? Thì cái vụ cái bản ghi hình đó. Dạ. Đúng không? Rõ ràng không chịu gửi cho mình cái bản ghi hình để mình minh oan cho Hiền Diệu. Đúng. Đúng không? Rồi công ty mình tự minh oan cho chị Hiền Diệu thì lúc đó lại cảm ơn mình rối rít. Ủa sao kỳ vậy? Liên hệ cảm ơn hả? Liên hệ cảm ơn còn không chửi như lúc đầu nữa. Rồi, thấy chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi mình minh oan với chị Hiền Diệu á, là khi mà bây giờ cái tên tuổi chị nè, nó người ta đè chị xuống đúng không? Khi như cái lò xo vậy, ép bung ra một cái là chị lên mấy bậc luôn. Bây giờ chị thơm quá, chị cao quá, cao sang quá. Cho nên á, người ta xen cho nó tranh công với công ty mình. Ngộ quá. Lúc mà mình làm á, sợ sai. Đó, rồi cấm mình làm, áp đặt mình, rồi mình quyết định mình làm thì lại vô tranh công. Thì đó. Nhưng mà quá xếp... trời quá đất. Thế ủa mà khoan. Dạ. Ủa khoan nè. Dạ. Chị chú. Ủa cái chuyện này tôi chưa nói ra mà sao còn Mạnh biết? Trời, không phải đơn giản. Mọi chuyện nó nằm trong lòng bàn tay, lòng bàn chân con hết. Đâu phải đơn giản mà con làm cái chuyện không công như vậy. Con đã tính hết rồi. Vậy là tất cả mọi chuyện này là do con làm. Chị nói theo ý con nghĩ luôn á, là con thấy anh Sơn rõ ràng là ngồi vẽ, ngày nào cũng ngồi làm việc vậy trơn á. Mình bị chửi quan thì mình mới lên tiếng chứ tự nhiên cái chị con làm việc bận rộn như vậy hả? Đó, đưa mấy cái thiết kế vẽ rồi chú. Đâu có đưa đây cho chú. Có gì đưa đây.